Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình xúc tiến thương mại tại châu Âu, tại trung tâm thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở ngành, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Tới dự có Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Đức và Hội Doanh nghiệp Người Việt tại Đức, Hội đồng hương Hưng Yên tại Đức. Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp Đức. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thông tin khái quát về tình hình của tỉnh, nhấn mạnh mục tiêu yêu cầu chuyến đi lần này là mời gọi các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt là doanh nghiệp Đức về đầu tư tại Hưng Yên, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Hiện Hưng Yên đã quy hoạch 18 khu công nghiệp, 26 cụm công nghiệp với tổng diện tích 9.500 ha. Đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội tương đối hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông thuận lợi gần cảng Hải Phòng, gần sân bay quốc tế Nội Bài, ngay cạnh thủ đô Hà Nội. Hưng Yên có tiềm năng và dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cho tới nay, Hưng Yên mới chỉ thu hút được các doanh nghiệp châu Á là chính, mới chỉ có ít doanh nghiệp châu Âu. Trong đó, có 6 doanh nghiệp Đức với tổng vốn đầu tư 16 triệu đô la Mỹ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, xác định Cộng hòa Liên bang Đức là địa bàn mới và trọng điểm để thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, và khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn sẵn sàng đồng hành với các nhà đầu tư, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Thay mặt cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Đức, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin cho biết, hiện có khoảng 20.000 doanh nghiệp của người gốc Việt tại Đức, thành công nhất trong lĩnh vực nhà hàng, hoa tươi, xuất nhập khẩu và bất động sản. Trong số này, cũng có nhiều doanh nghiệp đầu tư thành công về Việt Nam. Ông kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Người Việt tại Đức, nhất là những người con quê hương Hưng Yên, rất vui mừng trước sự phát triển của tỉnh, luôn theo dõi tình hình của tỉnh, chúc tỉnh tiếp tục phát triển và đã cam kết sẽ có dự định sớm về Hưng Yên để đầu tư trong những năm tới. Tính đến hết tháng 9 năm nay, tỉnh Hưng Yên thu hút 2.303 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng số vốn đăng ký tương đương 509.000 tỷ đồng, trong đó có 1.715 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký 343.800 tỷ đồng, 588 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 7,6 tỷ đô la Mỹ. Các dự án đầu tư nằm phân bổ cả trong khu cụm công nghiệp và ngoài khu cụm công nghiệp, tập trung nhiều ở các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào, gồm 6 lĩnh vực sản xuất chính là cơ khí chế tạo, thiết bị điện điện tử, dệt may, da giày, sản xuất và lắp ráp ô tô, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao. Tính riêng tại các khu công nghiệp, lũy kế đến tháng 10 năm nay, trong 17 khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên đã đi vào hoạt động và đang xây dựng hạ tầng thu hút 612 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 15,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó 78,4% số dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 82.500 lao động, nộp ngân sách nhà nước 2.800 tỷ đồng. Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ xây dựng 30 khu công nghiệp với quy mô trên 9.500 ha. Để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đến đầu tư, chắc chắn thu hút dự án và đầu tư trong các khu công nghiệp sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa. Về phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, Hưng Yên tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất chất lượng gắn với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng xanh và bền vững. Tính ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số như sản xuất sản phẩm điện tử, viễn thông, chip bán dẫn, sản phẩm quang học, chế tạo phần mềm, sản phẩm công nghệ số, công nghiệp sản xuất thiết bị điện, năng lượng, công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo như sản xuất lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng linh kiện, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm chất lượng cao, công nghiệp sản xuất thiết bị y tế hóa dược, công nghệ sinh học dược phẩm, công nghiệp dệt may, công nghiệp vật liệu, nhất là vật liệu mới.
hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững. Phát triển nhanh các khu công nghiệp đô thị dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ để thu hút các dự án đầu tư lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển các cụm công nghệ để phục vụ các dự án quy mô nhỏ, vừa và công nghiệp hỗ trợ. Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh có 30 khu công nghiệp, trong đó 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới với tổng diện tích 9.589 ha. Sau năm 2030, quy hoạch thêm 5 khu công nghiệp tiềm năng với tổng diện tích 2.460 ha. Đối với cụm công nghiệp, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến có 50 cụm công nghiệp quy mô 2.899 ha, trong đó có 24 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập, 15 cụm công nghiệp đã có quy hoạch từ giai đoạn trước, quy hoạch mới 11 cụm công nghiệp. Việt Nam có lợi thế trong việc thu hút các nhà đầu tư vào ngành điện tử, từ đó giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia vào quá trình hoàn thiện chuỗi cung ứng. Theo đó, việc đầu tư vào ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam được trải rộng trong hầu hết ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất và gia công linh kiện, phụ kiện, cụm linh kiện và lắp ráp gia công, hoàn thiện sản phẩm. Trong đó, lĩnh vực sản xuất và gia công linh kiện, phụ kiện, cụm linh kiện chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Các dự án gia công lắp ráp sản phẩm hoàn thiện chiếm số lượng ít nhưng số vốn đầu tư lại lớn. Đặc biệt, số lượng dự án và vốn đầu tư vào hạng mục sản xuất gia công linh kiện, phụ kiện, linh kiện gia tăng đáng kể. Mới đây, một nhà đầu tư Trung Quốc cho biết họ vừa đầu tư một dự án tại Việt Nam có trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ nhằm mục đích sản xuất linh kiện điện tử phục vụ cho các tập đoàn hàng đầu thế giới đang đầu tư tại Việt Nam. Nói về lý do lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư, nhà đầu tư này cho biết họ chọn Việt Nam vì nhiều lý do, trong đó bao gồm môi trường đầu tư luôn được cải thiện bằng những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của chính phủ và các bộ ngành địa phương. Cùng với đó, nguồn lao động của Việt Nam không ngừng được cải thiện và Việt Nam tham gia rất nhiều các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nên đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng lợi khi xuất khẩu. Và đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất để các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử lựa chọn Việt Nam là do Việt Nam hiện đã thu hút một loạt các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam như Samsung, Apple, LG, Intel, trong đó công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam có thể là trung tâm sản xuất của châu Á. Với sự xuất hiện của các tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới, quy mô thị trường, ngành điện tử của Việt Nam không chỉ giới hạn ở trong nước mà còn có thể xuất khẩu. Trong 6 nhóm ngành đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ của Việt Nam có sự tham gia của cả mặt hàng điện thoại và linh kiện điện tử, máy tính và linh kiện. Trong đó, điện thoại và linh kiện là mặt hàng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, thị trường điện thoại di động Việt Nam đã trở thành một điểm sáng với sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng khổng lồ. Trong đó, Apple ghi nhận thành công vượt bậc. Ba đối tác lớn của Apple tại Việt Nam là Foxconn, Luxshare và GoTech cũng đã liên tục mở rộng cơ sở sản xuất điện tử. Hãng Apple đã đề nghị đối tác lớn nhất là Foxconn mở dây chuyền sản xuất MacBook tại Việt Nam từ tháng 5 năm 2023. Foxconn, sau khi đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ xây dựng cơ sở sản xuất, tới đây sẽ đầu tư thêm 300 triệu đô la Mỹ vào nhà máy Fukang đang xây dựng tại khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang. Trong khi đại diện GoTech cho biết tiếp tục đầu tư 300 triệu đô la Mỹ mở rộng nhà máy tại Bắc Giang, còn Luxshare hiện có 6 nhà máy với khoảng 40 nhân sự tại Việt Nam. Parachon đang mở rộng dự án thứ hai linh kiện điện tử với tổng vốn đầu tư khoảng 481 triệu đô la Mỹ tại Hải Phòng. Theo kế hoạch, Parachon sẽ tiếp tục đầu tư dự án thứ ba với quy mô 500 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn 2025-2026. Mặc dù được đánh giá là ngành công nghiệp mũi nhọn và đạt được một số thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng thực tế nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện Việt Nam vẫn phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng gần 50 tỷ đô la Mỹ các mặt hàng linh kiện điện tử. Trong khi khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử trong nước còn rất hạn chế. Lý giải nguyên nhân trên, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết, do tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử còn thấp, các sản phẩm điện tử trên thị trường Việt Nam đa số là hàng nhập khẩu nguyên chiếc hoặc lắp ráp trong nước bằng linh kiện ngoại. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử trong nước dù đã tham gia vào chuỗi giá trị của ngành nhưng mới cung cấp được các sản phẩm đơn giản có giá trị hàm lượng công nghệ thấp.
Để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước, thời gian qua, Bộ Công Thương đang triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Các doanh nghiệp FDI đã có những chính sách nhất định nhằm hỗ trợ các nhà cung ứng nội địa và bản thân các doanh nghiệp trong nước cũng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh để gia nhập vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. Theo đó, Bộ Công Thương đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử. Cụ thể, với Hàn Quốc đã phối hợp xây dựng nên Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. Bộ Công Thương cũng đã hợp tác với tập đoàn Samsung Việt Nam, Toyota Việt Nam nhằm triển khai nhiều chương trình thiết thực hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực của ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước. Có thể kể đến chương trình hợp tác với Samsung đào tạo chuyên gia tư vấn lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chương trình tổ chức tư vấn hỗ trợ kỹ thuật để cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh nhằm nâng cao tính chủ động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như khả năng tham gia vào các chuỗi sản xuất toàn cầu. Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2024 lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Đây là triển lãm được tổ chức thường niên, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm dùng cho các ngành công nghiệp chủ chốt như máy móc, thiết bị công nghiệp, gia công cơ khí, tự động hóa, công nghệ in và thiết kế 3D, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, IoT, sản xuất thông minh, AI, robot trong công nghiệp. Đặc biệt, triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2024 là triển lãm tiên phong tập trung tổ chức ở các khu công nghiệp lớn tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng và cập nhật nhanh nhất những công nghệ mới. Mỗi kỳ triển lãm đón tiếp trên 20.000 lượt khách tham quan, mang lại cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường. Năm 2023, triển lãm cũng được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh đã thu hút hơn 400 gian hàng giới thiệu các sản phẩm dùng cho ngành công nghiệp chủ chốt như máy móc, thiết bị công nghiệp, gia công cơ khí, tự động hóa, công nghệ in và thiết kế 3D, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, IoT, sản xuất thông minh, AI và robot trong công nghiệp. Ngoài doanh nghiệp của tỉnh Bắc Ninh và một số tỉnh thành phố trong cả nước, triển lãm còn có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Đức. Trong khuôn khổ, triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước như hội thảo, diễn đàn chuyên đề, kết nối doanh nghiệp trình diễn công nghệ cao. Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2024 lần thứ 5 dự kiến thu hút khoảng 650 gian hàng với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Đức. Trong khuôn khổ, triển lãm cũng diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo, diễn đàn, bàn luận về thực trạng và xu hướng phát triển công nghiệp tại Việt Nam và quốc tế, các chương trình gồm hội thảo ngành tự động hóa công nghiệp bán dẫn công nghệ cao. Đánh giá của ban tổ chức, triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2024 là cơ hội cho doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận những máy móc thiết bị công nghiệp hiện đại, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, sản xuất thông minh và tự động hóa cao trong sản xuất công nghiệp, đồng thời là đòn bẩy giúp tăng cường khả năng hợp tác đầu tư, mang những sản phẩm công nghệ tiên tiến đến với nền sản xuất công nghiệp tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng cường khả năng hợp tác đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển, sản xuất mạnh mẽ như hiện nay.